xuyên qua ngao liệt, bắt đầu gặp phải cửu đầu trùng cướp dâu, tức chết ta. May mắn là có được hệ thống hoàng vốn mạnh nhất. Long tộc bảo bối khang hiếm, lấy máu đầu tư bản thân. Chân long thân huyết mạch phản tổ, tổ long kinh thức tỉnh, tu thủy chi đại đạo. Tây phương giáo thiết kế, cửu mệnh miêu yêu đoạt ngọc đế vô cực kim đan, thái bạch kim tinh nhập kiếp. Ngao liệt chấp trưởng diệt miêu yêu, thừa cơ mưu độ công đức tiêu trường nghiệp lực long tộc. Ngọc đế ác niệm khuê cương pháp tổ xuất thế. Ngao liệt tùy thời dẫn ra tàn niệm của La Hầu, mưu đồ vị trí ma tôn. Đợi Tây Du lượng kiếp bắt đầu, từ hàng vào Tây Hải định ngao liệt làm tòa kỵ của đường Tam Tạng. Thánh nhân chi uy tại Tây Hải nổ tung. Tây phương Phật thổ trực tiếp bối rối. Ngao liệt khi nào thành thánh? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Xuyên qua hồng hoang đầu tư trả về, cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dưới đại dương sâu thẳm, Tây Hải Long Cung. Cây sang hô trong rừng rực rỡ, trân châu màu trắng trên con trai nở rộ đủ mọi màu sắc. Trong đám hà thất luyện kia có trùng trùng điệp điệp, điệp điện vũ thành lập, hình rồng điêu khắc bù đắp ở trên tinh trụ hành lang. Ngay lúc này, trong điện nguy nga của Tây Hải Long Cung, rèm trân châu che phủ. Mấy cái lông khí màu vàng đặt ở hai bên giường, hiển lộ ra sự cao quý của người ở. Bất quá, ngao liệt đối với hết thảy hoa lệ này đều cảm thấy mê man. Hắn mở đôi mắt mờ mịt. Chỉ cảm giác cả người như rã rời, đau tận xương tủy. Ngao liệt đơn giản chạy vuốt trí nhớ trong đầu, không khỏi cả người run rẩy. Cũng quá thái quá. Hắn một cái hiện đại tam hảo thanh niên rõ ràng xuyên qua đến hồng hoang thế giới. Còn trở thành con thứ ba của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận Tam thái tử Tây Hải Long Cung Ngao Liệt Sau mà kiếp Long Hán Long tộc lui về thủy vực Tứ Hải Thế lực dần dần suy tàn Mà nay con cháu Long tộc Sớm thành yêu Tiên, thần, Phật trong miệng nhai thức ăn Về phần Ngao Liệt Tương lai gặp phải tính toán của Tây Phương Giáo Trong lượng kiếp Tây Du thành Bạch Long Mã dưới Hán Đường Tăng Ngao Liệt nghĩ tới đây trực tiếp kêu trên một tiếng. Thời điểm xuyên qua, chính là lúc hồng hoang phong thần lượng kiếp kết thúc. Võ vương phạt trụ, lấy chu đại thương. Đại đường cách đại chu không quá ngàn năm. Thế đấy. Trong nháy mắt, tay du lượng kiếp sắp xảy ra. Hắn muốn biến thành bạch long mã của đường tăng, bị đường tam tạng cưỡi suốt ngày đêm không ngừng. Thật muốn hôn mê. Cho dù ngao liệt là tam thái tử Tây Hải Long Cung, cũng không tránh khỏi vận mệnh bị cưỡi bởi vì hắn là một trong những nhân vật chính của tây du lượng kiếp tây phương giáo là đại hưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ngao liệt nghĩ đến đây trong lòng vạn phần tuyệt vọng hồng hoang thế giới tu sĩ tương lai thành tựu đa do theo chân quyết định long tộc từ sau khi tổ long thân vẫn huyết mạch dần dần mỏng manh theo chân đã rơi vào hạ phẩm tiên thiên theo chân nguyên nhân chính là như thế người mạnh nhất tứ hải long tộc cũng chỉ là cảnh giới kim tiên viên mãn thế cho nên con cháu long tộc bị các thế lực lớn hồng hoang ức hiếp thiên đình mỗi khi tới bàn đào hội tất có vạn vạn con cháu long tộc bị tàn sát khiến ra long can bị nấu nướng thiên đình còn có tróc long đài kính hà long vương bởi vì đổi sai số điểm mưa một phàm nhân ngụy chinh cũng có thể chém trong mộng tây phương giáo cũng có kim sĩ đại bằng điêu mỗi ngày có thể nuốt ngàn vạn con cháu long tộc long tộc long tộc, đã đến tình trạng tràn ngập nguy cơ rồi. Tương lai trong đại kiếp nạn Tây Du. Ngao Liệt chính là người ứng cướp. Tây Phương Bồ Tát Pháp giá đích thân tới, Tây Hải Long Vương chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tây Phương Giáo đánh mặt mũi long tộc thì làm sao được? Long tộc không có cường giả tọa trấn, chỉ có thể mặc cho cường giả bài bố. Ngao Liệt nắm chặt hai tay, đối với vận mệnh mặc cho người ta đùa bẩn thập phần không cam lòng nhưng hắn bất quá huyền tiên cảnh ngay cả thiên phú dị bẩm cũng bất quá khi tay du lượng kiếp tiến đến bước vào cảnh giới kim tiên mà thôi kim tiên tu sĩ trong mắt các thế lực lớn ở hồng hoang căn bản là không lên được mặt bàn chỉ có thể tính là con kiến hôi hơi lớn một chút con đường phía trước dài đằng đẵng quá nguy hiểm ngao liệt tức giận nói tuy nhiên ngay khi ngao liệt sắp xếp lại ký ức trong đầu hắn phát hiện chân long chi thân bị thương nguyên nhân sau, khóe miệng càng là trực tiếp trung lên không ngừng. Nguyên thân long thân bị thương, lại đều vì một cọc nghiệt duyên. Tây hải cách thủy vực lân cận, có một vạn thánh long vương. Vạn thánh long vương giao thiệp rộng rãi với tu sĩ vạn tộc, thế lực ngày càng cường đại. Trăm năm trước. Vạn Thánh Long Vương cùng Tây Hải Long Vương uống chung vì lợi ích hộ trì của hai đại long tộc ngày sau, ký kết thông gia. Ngao liệt cứ như vậy vô duyên vô cớ nhặt được một người vợ chưa qua cửa. Trưởng nữ của vạn thánh Long Vương, vạn thánh công chúa. Cái gọi là tiện nghi không có hàng tốt, đại khái không gì hơn cái này. Vạn thánh công chúa tài mạo hơn người, người được truy phủng rất nhiều, người mê muội nhất thậm chí là yêu vương cửu đầu trùng. Ngao liệt bái phỏng vạn thánh cung. Hắn ở công viên sang hô dưới đáy biển bất ngờ bắt gặp chuyện cẩu thả giữa cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa cửu đầu trùng kim tiên chi cảnh trực tiếp hành hạ ngao liệt huyền tiên cảnh không nhẹ đây là cửu đầu trùng sợ hãi tây hải long vương ngao nhuận nếu không ngao liệt đã sớm mất mạng tại chỗ nima vừa xuyên qua đã bị đưa tới phiến thanh thanh thảo nguyên điều này làm ngao liệt vô cùng nôn nóng chuyện cắm sừng thử hỏi ai có thể nhẫn nhưng ngao liệt chỉ có tu vi huyền tiên làm sao có thể đánh thắng được thượng cổ hung thú cửu đầu trùng lúc Tây Du đại kiếp nạn, cửu đầu trùng đoạt Phật bảo mà ra. Tôn Ngộ không dù có tu vi thái ất kim tiên, cũng phải mời quán gian khẩu nhị lan hiển thánh chân quân tương trợ. May mắn lúc này cửu đầu trùng mới là kim tiên cảnh, bởi vì sợ hãi Tây Hải Long Vương thực lực không dám hạ sát thủ ngao liệt. Không đâu. Hung tính có thù tất báo của cửu đầu trùng đã sớm cạo ngao liệt. Ngao liệt vừa nghĩ tới đây, cả khuôn mặt hoàn toàn đen lại. Kỳ lạ xuyên qua, rõ ràng là muốn giết chết hắn mà. Ngay bây giờ, Vạn Thánh Công chúa cho hắn cắm sừng. Tương lai, hắn muốn hóa thành bạch long mã, bị đường tăng cưỡi. Như thế nào, như thế nào một chữ tàn cao minh a? À? Còn không bằng trực tiếp chết đi. Ngao liệt trồng mắt đã ương ước. Ngay đây, đột nhiên tiếng máy móc sâu chuỗi vang lên trong đầu ngao liệt. Trước mặt hắn tự động xuất hiện một cái hư vô mặt bản vô số văn tự ở phía trên không ngừng nhảy lên lóe ra đinh chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống đinh trói buộc bắt đầu chúc mừng ký chủ mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống trói định thành công trả lại tiền đầu tư mạnh nhất bỏ qua mục tiêu đầu tư đầu tư có thể được trả lại tối đa có thể đạt được trăm vạn lần trả lại đinh xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành mục tiêu đầu tư Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Đầu tư tự thân đại thu hoạch, cầu lai hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong cung điện thủy tinh, dạ Minh Châu nở rộ vô lượng hoa quang, phòng sáng như ban ngày. Ngao liệt nắm cầm, quét đi vẻ u buồn trên mặt. Hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất ngón tay vàng ngao liệt nghe thấy tiếng nhắc nhở thanh thúy vang lên bên tai đăng cặp mở to hai mắt nhìn ha ha ngón tay vàng tiêu chuẩn cuối cùng cũng tới thế đấy thanh niên tam hảo hiện đại chúng ta làm sao có thể trần truồng có ngón tay vàng khốn cảnh trước mắt đều có thể giải quyết dễ dàng thân là người xuyên việt hắn quá quen thuộc với sức mạnh của ngón tay vàng mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống trả lại vốn đầu tư. Bỏ qua mục tiêu đầu tư. Trăm vạn lần trả lại. Ngao liệt hiểu rõ chức năng của hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất. Hệ thống hoàn vốn đầu tư mạnh nhất. Không nhìn mục tiêu đầu tư, bất luận sinh tử chi phân, càng không có hữu hình cùng vô hình chi hạn. Mọi vật thuộc về vật chủ đều có thể đầu tư. Hắn nhìn thông tin nhắc nhở trên bản hư vô. Xin hỏi ký chủ có tiến hành mục tiêu đầu tư hay không? Ha ha, có rồi. Hồng hoang thế giới thực lực vi tôn, thiên hạ náo loạn đều vì lợi tranh. Bất luận mục tiêu đầu tư là gì, cũng không bằng đầu tư vào chính mình. Hành động này ổn thỏa hơn, cũng có lời hơn. Khóe miệng ngao liệt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn Hồng hoang tu sĩ thành tựu nhiều lần theo chân, trước hết bắt đầu từ chân long chi thân đi. Nghĩ về điều đó. Trên tay ngao liệt trực tiếp có hành động. Đinh chúc mừng chủ ký sinh cắn nát ngón tay lấy long huyết đầu tư tự thân kích phát trăm vạn lần bạo kích trả lại đinh chúc mừng chủ ký sinh thu được tổ long tinh huyết huyết mạch bắt đầu phản tổ tổ long tinh huyết sống này phát rồi ngao liệt vốn định ông tâm tình thử đầu tư trăm triệu lần không nghĩ tới dĩ nhiên bắt đầu liền kích phát mãn cấp trả lại điều này làm cho ngao liệt quá kinh hỉ phải biết tổ long từ bàn cổ khai thiên hậu mà sinh. Hắn là vạn long chi tổ, tiên thiên thần thánh theo chân. Thời thường cổ, tổ long bị Tây Phương Ma Tổ La Hầu tính kế, cùng tổ phượng, tổ kỳ lân tranh đoạt hồng hoang bá chủ, khiến long hán lượng kiếp phát sinh. Tổ long cuối cùng vì che chở con cháu long tộc lui về hải vực, trừ khử kiếp khí long hán mà thi giải. Không đâu. Tổ long theo chân, hiểu thấu thủy chi đại đạo, chứng minh hỗn nguyên đại la kim tiên cũng có khả năng. Mà hiện tại, Ngao Liệt lấy được tinh huyết tổ long. Đợt này cất cánh tại chỗ rồi sao? Sớm thôi. Ngao Liệt liền phát hiện năng lượng cuồn cuộn từ long cân, long mạch chảy về phía 386 ức tủy khiếu nhập vào long thể. Long huyết màu lam nhanh chóng chuyển hóa thành màu vàng, khiến long cốt trực rỡ đại thịnh, trực tiếp phá vỡ màn xương. Long cốt mới ở trong sinh diệt không ngừng lột xác, cho đến khi biến thành xuyên kim sắc lông cốt bong bong rung động chấn động ra thanh âm kim loại va chạm trên đó có phù văn vô cùng huyền diệu sắp xếp dày đặc phù văn mỗi một lần lóe ra đều ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực mênh mông tẩm bổ cả thân rồng ngao liệt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tăng lên hạ phẩm tiên thiên theo chân trung phẩm tiên thiên theo chân thường phẩm tiên thiên theo chân cực phẩm tiên thiên theo chân tiên thiên thần thánh theo chân. Ha ha, tiên thiên thần thánh theo chân. Cái này theo chân đã vượt xa chúng sinh, cho dù là tiên thiên đại năng bình thường, đều mong đuổi chớ vội. Thân thể chân long thân mang huyết mạch tổ long, hỏi hỗn nguyên đại la cũng có thể. Mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống, mạnh mẽ a. À. Ngao liệt tháng phục nói. Chân lông chi thân cùng chân lột xác, không chỉ làm cho hắn thương thế khỏi hẳn, càng làm cho hắn ngộ tính tăng nhiều vấn đề nghi nan tu luyện công pháp trước kia, hiện tại tự giải. Hơn nửa chân long thân thể không cần khống chế, có thể tự chủ động hấp thu thiên địa linh lực quẩn dưỡng bản thân. Cùng lúc đó, trong thức hải nhau liệt, kim long khổng lồ gào thét chín ngày, ngàn tỷ ngôi sao chấn động, trăm triệu phù văn chảy vào trong long hồn. Linh lực bốn phía dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng áp vào trong cơ thể nhau liệt, cũng hóa lỏng quanh thân hắn ngao liệt nếu bị ngâm vào trong linh tủy, tu vi nhanh chóng được nâng cao. Đây là chân long thân thể huyết mạch phản tổ, tìm tàng long tộc con cháu trong cơ thể tổ long kinh bị thức tỉnh duyên cớ. Tổ long, tiên thiên thần thánh theo chân. Tổ long kinh trong thân thể chân long tự động vận chuyển, có vô cùng ảo diệu pháp tác diễn hóa trong thân thể chân long. Ngao liệt tu vi huyền tiên cảnh hàng rào trực tiếp bị đánh nát huyền tiên cảnh viên mãn golden wonderland giữa kim tiên cảnh đỉnh phong kim tiên cảnh viên mãn thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ cả thân thể ngao liệt càng trở nên mờ mịt hắn quanh thân thanh linh mênh mông đạo vận gia thân trong lúc phun ra nuốt vào có khí hóa chân long mênh mông hàng tỷ kim long vần quanh uy của cửu ngũ tôn hiển lộ rõ ràng ngao liệt mở mắt trong con ngươi lóe lên ánh sao trách không được hồng hoang chúng sinh thành tựu do theo chân quyết định hắn hiện tại lột xác mang đến chỗ tốt. Chân lông thân so với trước khi lột xác, tốc độ tu luyện như đom đóm so với hạo nhật. Hả? Đây là thủy chi bổn nguyên. Ngao liệt có chút ngoài ý muốn nói. Nghe đồng tổ lông tu thủy chi đại đạo pháp tắc. Không ngờ. Chân lông thân thể huyết mạch phản tổ, lại còn đạt được thủy chi bản nguyên. Có thủy chi bản nguyên, sau này không chỉ có thể khắc chế tu sĩ cùng thuộc tính, cảm ngộ thủy chi đại đạo pháp tắc cũng có thể càng có ích. Đợi đến khi thủy chi đại đạo pháp hoàn toàn nắm giữ, hắn liền có thể bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Được rồi. Thủy chi bản nguyên là một con ác chủ bài lớn. Ngao liệt mừng rỡ trong lòng. Hắn mới thử nghiệm mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống, liền đạt được tổ long tinh huyết. Chân long thân thể hậu thiên theo chân được tăng lên tới tiên thiên thần theo chân huyền tiên tu vi bị tổ long tinh huyết ảnh hưởng, càng liên tiếp phá một cái đại cảnh giới bước vào thái ất kim tiên sơ kỳ. Cảnh giới thái ất kim tiên, cho dù tứ hải long tộc cũng chỉ là kim tiên đại viên mãn mà thôi. Ngao liệt lúc này tu vi đủ để hiệu lệnh cho tứ hải long tộc. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 sát lôi kiếm đầu tư lấy được tiên thiên linh bảo, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mạng ta do ta không do trời. Từ đó về sau, nếu trời đè ta, ta liền nghịch thiên. Ngao liệt sắc mặt nghiêm túc, thanh âm lộ ra bá đạo không gì sánh kịp. Hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất bắt đầu tiến hành đầu tư, liền đạt được tiên thiên thần thánh theo chân, tu vi thái ất kim tiên. Càng ngoài ý muốn thu được thủy chi bản nguyên, loại này vô thượng đại đạo pháp tắc sống này quả thực là máu kiếm. Tiếp tục đi. Ngao liệt trúc ra pháp bảo tùy thân. Hậu thiên trung phẩm linh bảo, sát lôi kiếm. Hồng hoang thế giới tu sĩ. Thực lực cường đại do tu vi, pháp bảo, thần thông tổng hợp quyết định. Thành như lúc phong thần. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo triệu công minh thân mang cực phẩm tiên thiên linh bảo, kim giao tiễn. Kim giao cắt ra. Nam cực tiên ông Đại La Kim tiên cảnh giới chạy trối chết. Nếu đầu tư trở lại biên tập viên đầu tư theo chân của mình có hiệu quả. Pháp bảo đầu tư định cũng được. Ngao liệt vuốt ve sát lôi kiếm, trên mặt kiếm trong suốt chiếu ra một khuôn mặt tuấn giật phi thường. Sát lôi kiếm là ngày sinh nhật trăm tuổi của Ngao liệt, Tây Hải Long Vương Ngao nhuận tặng. Kiếm này thổi nhỏ trói buộc theo thân, được huyết khí cung dưỡng mấy trăm năm đã cùng hắn mật không thể phân nếu nói là pháp bảo bổn mạng, cũng không quá đáng. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu ngao liệt, pháp bảo cũng có phẩm cấp. Pháp bảo của hồng hoang thế giới từ thấp đến cao theo thứ tự là Hạ phẩm hậu thiên linh bảo có cấm chế từ 11 đến 15 đạo, trung phẩm hậu thiên linh bảo có cấm chế từ 16 đến 18 đạo, thượng phẩm hậu thiên linh bảo có cấm chế từ 19 đến 21 đạo, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo có cấm chế từ 22 đến 24 đạo. Cực phẩm Hầu Thiên Linh Bảo có cấm chế từ 25 đến 27 đạo, chỉ Bảo Hầu Thiên có cấm chế từ 28 đến 30 đạo, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo có cấm chế 31 đến 35 đạo. Trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo có cấm chế 36 đến 38 đạo. Thường phẩm Tiên Thiên Linh Bảo có cấm chế 39 đạo, 41 đạo, Tiên Thiên Linh Bảo Định Cấp có cấm chế 42 đến 44 đạo. Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo có cấm chế 45 đến 47 đạo tiên thiên chí bảo có cấm chế từ 48 đến 50 đạo. Trước thử xem pháp bảo đầu tư hiệu quả thế nào. Ngao liệt nói xong, rung tay xuất hiện một khối hàng thiết vạn năm to bằng bàn tay. Đinh, ký chủ đầu tư sát lôi kiếm, chúc mừng phát động mạnh nhất đầu tư trả lại hệ thống vạn lần trả lại. Đinh, ký chủ sát lôi kiếm chứa 16 đạo thiên đạo cấm chế tăng lên 32 đạo thiên đạo cấm chế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt được hạ phẩm tiên thiên linh bảo sát lôi kiếm âm thanh nhắc nhở theo hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất vang lên trong đầu ngao liệt. Trên sát lôi kiếm từng trận hoa quan lưu chuyển, nhiều ra 16 cái văn lạc thần bí mạ vàng. Đây là pháp bảo mạch lạc, như tu giả kinh mạch ảo diệu mà thần bí. Sát lôi kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tốt. Ngao liệt mừng rỡ trong lòng. Hiện giờ hồng hoang thế giới đã không phải thời thượng cổ, hiếm có bí cảnh tàn bảo chi địa tiên thiên linh bảo của hồng hoang thế giới nhiều thành vật có chủ. Hắn hiện tại có được một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân, cũng sẽ ghen chết những tu giả khác. Mà nay, mặc dù tu sĩ Thái Ất Kim Tiên cũng không có được đại vận tiên thiên linh bảo. Ngao liệt tay cầm sát lôi kiếm, linh lực mênh mông hội tụ trong đó, luyện hóa 16 cấm chế thiên đạo. Toàn thân ngâm đen sát lôi kiếm mãnh liệt phát ra âm hàng điện mang mãnh liệt quy thủy hàng lôi lực khiến cho trên thân kiếm có điện văn cầu trác. Bất cứ vật gì chạm vào đều bị đóng băng. Không hổ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, xa không phải trung phẩm hậu thiên linh bảo có thể so sánh. Đây mới chỉ là luyện hóa thứ 25 thiên đạo cấm chế uy lực. Ngao liệt nhìn đến đây, càng thêm chờ mong. Xì xì. Điều cấm chế thứ 30 trên sát lôi kiếm bị luyện hóa. Ngao liệt như đắm chìm trong biển sấm quanh thân đều bị sát lôi tràn ra quỳ thủy hàng lôi bao bọc. Hư ảnh lôi long dài một thước lóe lên trên sát lôi kiếm, được linh lực tẩm bổ dần dần ngưng thực. Điều 31 cấm chế trên sát lôi kiếm bị luyện hóa. Lời bài hát Roa lông ngâm tan vỡ mạnh mẽ từ sát lôi kiếm gầm thét mà ra. Lôi lông ngưng thực phá tan gông cùng xiềng xích của sát lôi kiếm, quanh thân bù đắp điện quang rét lạnh. Nó xoay quanh đều đem linh lực không trung điểm ra lôi hỏa, trực tiếp hóa thành bột mịn. Sát lôi kiếm chính là do quỳ thủy huyền thiết phụ trợ hàng lôi thạch đúc. Pháp bảo được đầu tư mạnh nhất trả lại hệ thống thăng cấp, từ trung phẩm hậu thiên linh bảo lột xác thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Sát lôi kiếm nội quẩn thủy, hàng, lôi tam đại thuộc tính hoàng mỹ dung hợp. Lôi thủy có xu thế tương tác, thủy khởi lôi bạo, có thể gia tăng lực công kích gấp trăm lần. Ha ha, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Ngao liệt yêu thích sát lôi kiếm, kích động nói. 32 thiên đạo cấm chế trên sát lôi kiếm đã luyện hóa toàn bộ, phương pháp thua trong nháy mắt quỳ thủy hàng long trực tiếp dết ra. Đem địch vây trong sâm hàng luyện ngục, hạ xuống hạng lôi kiếm quan cuồng bạo dạo sát. Quy năng vô cùng mạnh mẽ. Ngao liệt hiện tại chính là thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ, có hạ phẩm tiên thiên linh bảo sát lôi kiếm tương trợ. Trừ phi gặp phải địch nhân thái ất kim tiên viên mãn cảnh nếu không, hắn đều có tự tin đánh một trận. Ngao Liệt nói xong, trực tiếp điều ra bản hệ thống. Họ tên. Ngao Liệt theo chân. Tổ Long huyết mạch, tiên thiên thần thánh theo chân, tu vi. Thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo. Sát lôi kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, công pháp. Tổ Long kinh bảo vật. Thủy chi bổ nguyên. Thần thông. Đặng Vân Giá Vũ, phiên Giang đảo hải, long hình vạn hóa. Ngao liệt trong lòng vô cùng cao hứng. Ngắn ngủi một ngày. Hắn bởi vì hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân mang huyết mạch tổ long, chân long chi thân lột xác thành tiên thiên thần thánh. Tu vi từ huyền tiên chi cảnh, một ngày bước vào thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ. Huyết mạch thức tỉnh còn thức tỉnh huyền mạch thần tạng tổ long kinh cùng thủy chi bản nguyên. Sau này tu luyện thủy chi đại đạo pháp tắc, thẳng tới hỗn nguyên đại la chi cảnh đạo độ bằng phẳng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Vũ Mỹ Long nữ chủ tớ phân chia, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngao liệt căn cứ vào trí nhớ của Tây Du lượng kiếp mà tiến hành hồi ức nguyên thân ngao liệt bởi vì nhìn thấy vạn thánh công chúa cùng cửu đầu trùng yêu đương vụn trộm tài khí tâm thần thất thủ sau đó ở tây hải long cung ngộ đốt dạ minh châu ngọc để ban tặng loại tội này chính là vạn thánh long vương tự mình lên thiên đình cáo ngự trạng gây nên vạn thánh long nữ cùng ngao liệt đích thân tuyệt không đơn giản như bề ngoài hừ có oán báo oán có thù báo thù dám trồng cỏ trên đầu da da liền chặt đứt giống của ngươi ngao liệt nghĩ đến nguyên nhân bị thương mạnh mẽ ngồi dậy nói khải tấu tam thái tử thủy vực gần biển có vạn thánh công chúa muốn bái phỏng điện hạ ngay lúc này bên ngoài đại điện ngao liệt vang lên tiếng báo tin hà binh bẩm báo không đi tìm nàng tính sổ ngược lại tới trước ngao liệt nghe được hà binh nói ngẫu nhiên bước ra khỏi cửa phòng hắn xuyên qua từng hành lang gấp khúc đi về phía phòng khách ngao liệt nhìn thấy vạn thánh công chúa thần sắc giật mình. Vạn thánh công chúa cơ nhược chi tuyết, chân nhẵn như ngọc. Trong lúc giơ tay nhất chân có châu quan rơi trên cánh tay ngó sen, khiến cho cơ tuyết chiếu ra tầng tầng đan hà, khúc mi công công như trăng, dày như tuyết. Lông mi có chút lấp lánh, sáng ngời quyến rũ. Lúc này, vạn thánh công chúa mặc một bộ trường bào trân châu hở vai, bó nách giữa vách ngọc ngó sen trắng xuống. Chữ V ở giữa cẩm bào chạy đến ba tấc dưới gò đất, trong lúc thở dốc có gần sóng thoải mái. Trách không được con cháu long tộc đều chạy theo vạn thánh công chúa. Vạn chủng phong tình, quả thực tuyệt tuyệt tử. Ngao liệt trêu chọc nói. Vạn thánh công chúa nằm nghiêng trên ghế tiếp khách, trong tay đùa bẩn một thanh chủy thủ dài hơn nửa thước. Cán dao găm có bảy màu bảo thạch khảm nạm, dao găm ẩn đảng hàng mang. Tùy theo ngọc chỉ bóp, linh khí du toàn chủy nhận có kiếm khí lóe ra nàng nhìn thấy ngao liệt tiến vào đại điện cũng không đứng dậy liếc mắt một cái liền ngạo mạng nói trước đây không lâu cửu đầu trùng thu được một khối vạn niên huyền thiết yêu tộc đại năng vì bản công chúa luyện một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo tôi đặt tên cho nó chí nhận đại biểu cho tình yêu quyết chí thề không thay đổi giữa cửu đầu yêu vương và bổn công ngao liệt tôi khuyên bạn nên rút lui sớm cửu đầu trùng là thượng cổ đại yêu Trung phẩm tiên thiên theo chân. Năm trăm năm sau nhất định có thể bước vào Thái ất kim tiên cảnh. Đột nhiên tứ hải xưng bá. Bản công chúa là sau bốn biển. Ngươi thức thời là tuấn kiệt. Không thuộc về ngươi, chớ hồng tìm chết. Ngao liệt trong lòng vui vẻ. Cửu đầu trùng trung phẩm tiên thiên đi theo hồng hoàng chúng sinh cũng không kém. Nhưng hắn chân long thân mang tổ long huyết mạch là tiên thiên thần thánh theo chân cửu đầu trùng sách dạy cho hắn cũng không xứng. Cửu đầu trùng còn 500 năm sau nhất định có thể tu thành cảnh giới thái ất kim tiên. Nên biết ngao liệt lúc này đã đạt tới cảnh giới này. Ngao liệt ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói lộ ra vẻ bá đạo. Vạn thánh long nữ huyên tân đoạt chủ, bá Tây Hải chủ vị ta, coi thường uy nghiêm Tây Hải. Bắt lấy. Tông binh cua tướng bên cạnh tinh thần chấn động. Tây Hải Long Vương vào Đông Hải làm khách chưa về, đại thái tử cùng nhị thái tử bế quan vạn thánh công chúa vên mặt hất hàm sai khiến tây hải thủy tộc kiêu ngạo đến cực điểm dựa vào bảo tọa long vương đại điện hành động khiêu khích thủy tộc tây hải trần trụi này trong lòng bọn họ đã sớm nén giận tam thái tử ngao liệt hạ lệnh tôn binh cua tướng đồng loạt xông lên vây vạn thánh long nữ vạn thánh long nữ ngẩn người tình huống gì tháng trước ngao liệt còn cung kính với hắn sao đột nhiên lại động thủ với nàng liếm rồng sao lại biến hình sắc mặt vạn thánh long nữ khí đỏ bừng phẫn nộ nói ngao liệt thượng cổ đại yêu cửu đầu trùng ít ngày nữa đã lên vạn thánh long môn cầu hôn tứ hải long tộc đều cho cửu đầu yêu vương mì mỏng ngươi dám động thủ với bổn cung chủ tông binh cua tướng vây quanh vạn thánh long nữ xanh mặt dương khóe mắt nhìn trộm ngao liệt cái này cái này tam thái tử hình như có chút thảm a à tứ hải có biết ngao liệt muốn cưới vạn thánh long nữ hôn thê đã định thiệp mời cũng đã phát xuống a vạn thánh long nữ ngang nhiên giận dữ trực tiếp đem ngao liệt thái tử xanh sao trước mặt mọi người thật khó cho tam thái tử điện hạ cửu đầu trùng chính là yêu vương có danh tiếng ở hồng hoang đại địa cảnh giới kim tiên mỗi lần giá lâm tây hải long vương gia cũng tự mình nghênh đón vạn thánh long tộc nếu có cửu đầu trùng tứ hải long vương sợ phải đổi thành ngũ hải long vương rồi. Ngao liệt trên mặt lộ ra vẻ chăm chọc, tiếp theo bái thủ. Theo tông binh cua vây quanh tản ra, chậm rãi đi về phía vạn thánh long nữ. Ngữ khí vạn thánh long nữ lại trở nên tự hào. Hừ, coi như ngươi thức thời. Ngao liệt, bổn công chúa khuyên ngươi ngày mai thân thường vạn thánh long cung giải trừ hôn ước. Nếu không, ba. Vạn Thánh Long Nữ còn chưa nói xong, liền cảm giác một tiếng nổ vang sông thẳng vào mạng nhĩ. Toàn bộ cơ thể mất đi trọng tâm. Vạn Thánh Long Nữ bay ra xa hơn mười thước, phu phu một tiếng nện vào trên cây sang hô. Tông binh cua xung quanh miệng lớn thành hình chữ O. Ta kháo, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không thấy rõ a. À, vạn Thánh Long Nữ tự đánh ra ngoài. U hống, chân này trắng quá tông binh cô tướng xung quanh trực tiếp nghị luận. Vạn Thánh Long nữ mặt lộ vẻ điên cuồng, phẫn nộ dậy khỏi tay nha hoàng. Cô cảm thấy má trái nóng bỏng, đau rát. Ngao liệt, ngươi là cái thá gì? Dám đánh ta. Ta nhất định muốn cửu đầu yêu vương giết ngươi. Giết ngươi. Vạn Thánh Long nữ khóe mắt muốn nứt ra quát. Nàng là hòn ngọc quý trên tay Vạn Thánh Long vương, thổi nhỏ được con cháu Long tộc tứ hại chúng tinh xung nguyệt đối đãi. Ngao liệt lại trực tiếp đánh cô. Một con rồng liếm mà lại đánh cô. Làm cho nội tâm của nàng thập phần khuất nhục. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Cửu đầu trùng ra, vạn thánh long kiếp, cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngao liệt nghe được vạn thánh long nữ nói, quanh thân mãnh liệt bộc phát long khí mãnh liệt. Hắn lơ lửng vung lên. Hưu. Từ trong tay vạn thánh long nữ đoạt được chủy thủ như ti chấp dán vào mặt người sau xẹt qua, đinh ở trên cây sang hô lắc lư không ngừng. Vạn thánh long nữ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đứng thẳng tại chỗ. Không dám thở mạnh. Máu tươi bắn tung tóe. Một luồng tú xuất phát từ thái dương vạn thánh long nữ hạ xuống. Tứ hải long tộc khống chế thủy vực bát hoang, vạn long cộng tôn. Cô tính là thứ gì? Cô là con trai thứ ba của Tây Hải Long Vương. Mạc bất nói đánh ngươi. Dù muốn tàn sát vạn thánh long tộc, vạn thánh thủy tộc cũng phải cúi đầu. Cô làm chủ. Anh à. Là bổ nhau. Thanh âm ngao liệt chấn động cả tòa đại điện, chân long khí mênh mông. Tất cả thủy tộc sinh linh ở đây đều quỳ xuống đất cúi đầu, rung lẫy bẫy. Long hống chấn động, bốn phía nước biển đều đang sôi trào. Lực trùng kích cường hãn trực tiếp cuốn vạn thánh long nữ bay ra khỏi Tây Hải Long Cung. Ngao liệt, cửu đầu yêu vương chắc chắn sẽ giết ngươi. Phương xa truyền đến tiếng gào thét giận dữ của vạn thánh long nữ. Trong vạn thánh long cung, vạn thánh long nữ nằm trên giường khóc không thành tiếng. Mau mau mau. Đem hàng băng ngàn năm tới. Vạn thánh long vương ngồi ở đầu giường hoảng hốt hô phụ vương con gái tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của ngao liệt vì chuyện cửu đầu trùng mà đích thân lên tây hải long cung giải thích xin lỗi con gái bị đánh cũng không thể gặp người sau này nếu gả cho hắn làm sao có thể sống sót cầu phụ vương chọn phu quân cho nữ nhi vạn thánh long nữ nằm trong lòng vạn thánh long vương lớn tiếng khóc nỉ non nói về phần hành động của nàng ở tây hải long cung cũng không tiết lộ thêm nửa phần Hừ. ngao liệt đánh vạn thánh công chúa trọng thương tây hải không để vạn thánh long tộc vào mắt vạn thánh long vương thật sự muốn đẩy hòn ngọc quý trên tay vào hố lửa sao ngay lúc này vạn thánh long nữ khuê phòng bên ngoài mãnh liệt truyền vào đạo thanh âm phẫn nộ ngay sau đó cửa phòng chấn mở một đạo thân ảnh long hành hổ bộ bước vào trong phòng nam tử mặt giáp trụ vẫy xanh búi tóc màu xanh thẳm dựng thẳng chính đầu hoàng kim quang trên khuôn mặt màu đồng như búa khắc đau gọt mũi thẳng tắp đôi mắt hổ chớp động đôi mắt xanh lóe ra ánh sáng yêu dị hai lỗ tai giống như nguyên bảo đều đeo vòng bạc lúc đi đường anh anh rung động cửu đầu trùng thân hình bảy thước khôi ngô ngực trọng ngực trọng tràn ngập sức mạnh bùng nổ cửu đầu yêu vương vạn thánh long vương phóng mắt nhìn lại chợt trên mặt long không có một phân huyết sắc cửu đầu trùng chính là thường cổ đại yêu trung phẩm tiên thiên theo chân tu vi của hắn so với tứ hải long vương hơi yếu hơn ba phần vạn thánh long tộc chỉ là chi nhánh của long tộc mà thôi tu luyện tới huyền tiên viên mãn cũng chấm dứt thường cổ đại yêu lâm môn làm cho hắn vô cùng kiên kỵ vạn thánh long nữ ở một bên nhìn thấy cửu đầu trùng đến hoảng hốt không lưng đưa tay về phía cửu đầu trùng lê hoa đái vũ nói đại vương trước khi chết có thể gặp mặt ngài một lần không hối tiếc ô ô ô Cửu Đầu Trùng lòng nóng như lửa đốt. Hai tay tiếp nhận thân thể Vạn Thánh Long nữ. Tô Âm nứt nở bên tai hắn. Cửu Đầu Trùng cảm giác cả trái tim bị hung hăng đâm một đao. "Công chúa đừng sợ." Cửu Đầu Trùng định vì ngươi nhất tuyết thử hận. "Vạn Thánh Long vương, bổn vương hướng ngươi cầu hôn công chúa. Ngươi có nguyện ý không?" Cửu Đầu Trùng cả người sát khí tung hoành, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh Long vương nhiệt độ cả khuê phòng đều lạnh mười phần lời bài hát reddy to be tiểu nữ được đại vương nhìn trúng chính là phúc khí bách thế tu tới vạn thánh long vương sẩn gai ốc nói tốt sau này chuyện vạn thánh long tộc chính là chuyện của bổn vương đợi bổn vương tu được thái ất kim tiên cảnh tất mang ngươi tứ hải xưng hùng vạn thánh long vương nghe được cửu đầu trùng hứa hẹn trong lòng vạn phận kích động hồng hoang thế giới hôm nay long tộc suy tàn phàm là thiên định tây phương giáo và rất nhiều thế lực lớn ngày quốc khánh con cháu long tộc tất gặp tai ương nếu cửu đầu trùng thật có thể bước vào cảnh giới thái ất kim tiên hắn lại hướng ra phía ngoài linh lung chu toàn con cháu vạn thánh long tộc tất an toàn không lo làm phiền hiền tế rồi vạn thánh long vương kích động nói vạn thánh long vương hiền tế có phải gọi sớm hay không ngay lúc này cửa lớn khuê phòng vạn thánh công chúa Bị mấy chục con tông binh cua tướng đụng cho nổ tung. Long ngâm to rõ, xung quanh vang lên tiếng dối trá. Là thanh âm ngao liệt. Thủy sư Tây Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn thánh Long Vương ầm từ trên giường đứng lên, ngay cả vạn thánh Long Nữ cũng kinh ngạc nhảy ra khỏi Long Sàng. Long Vương đại sự không tốt. Tây Hải Long Vương tam thái tử ngao liệt, ném sáu vạn thủy sư dết vào. Lại đây. Rồi cô bị thương sau khi nhảy ra một con cuối cùng miệng phun máu xanh trực tiếp không còn sinh khí cái gì Tây hải long vương vẻ mặt mơ hồ sự tình phát sinh quá đột ngột suy nghĩ hỗn độn căn bản phản ứng không kịp hiền tế a à, vậy phải làm sao cho phải a à? khụ vạn thánh long vương ho ra một ngụm máu đặc nắm chặt tay cửu đầu trùng nói đại vương xin cứu vạn thánh long tộc vẻ mặt vạn thánh long nữ hoảng sợ quấn chặt lấy cánh tay cửu đầu trùng. Công chúa, nhạc phụ đại nhân chớ sợ. Hiền tế mấy ngày trước đột phá kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Tháng trước ngại thực lực Tây Hải Long Vương không dám giết ngao liệt. Hôm nay cảnh giới lại thăng, Tây Hải cũng không sợ. Giết ngao liệt vừa vặn báo thù cho công chúa. Cửu đầu trùng trong lúc nói bỏ tay vạn thánh Long Vương ra, đem thân thể mềm mại của vạn thánh công chúa gắt gao bọc vào trong ngực. Âm 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 trong vạn thánh long cung ngao liệt lơ lửng trên không trung trong mắt tràn đầy khí tức túc sát trong tây hải hắn không hạ sát thủ với vạn thánh long nữ vì chính là mượn vạn thánh long nữ dẫn ra cửu đầu trùng cửu đầu trùng là thường cổ đại yêu nhưng là ít có người biết được hắn sư vì sao xuất phát từ nơi nào không phải là hắn chủ động hiến thân khó chọn chỗ ẩn nấp thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 06 Cửu đầu trùng thiên đường cùng địa ngục, cầu thu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngao liệt căn cứ vào trí nhớ của Ngao liệt trong lượng kiếp Tây Du hiện đại Ngao liệt cuối cùng thiêu hủy dạ Minh Châu của Ngọc Đế là bởi vì phát hiện cửu đầu trùng cùng vạn thánh long nữ yêu đương vụn trộm. Cửu đầu trùng và vạn thánh long nữ là biến số của ngao liệt biến số tràn ngập hết thảy khả năng tuyệt không thể thiện thôi cam hưu vì vậy ngao liệt đánh vạn thánh long nữ ra khỏi tây hải lệnh cho hải mã tướng quân điểm đủ sáu vạn thủy sư hơn nữa lệnh cho tây hải quy thừa tướng lên thiên đình tấu báo ngọc đế trừng phạt vạn thánh long tộc trận chiến này một là diệt trừ cửu đầu trùng hai là thể hiện uy nghiêm của long tộc thống ngự thủy vực bát hoang phàm thủy vực sinh linh ngỗ nghịch tứ hải long vương người Dết! Vậy! Ngao liệt nhận được tin cửu đầu trùng tiến vào vạn thánh Long Cung, liền chỉ huy dết tới. Hư! Một con kiến dưới tay cũng dám vọng đồ vạn thánh Long Tộc. Lúc này! Thanh âm khủng bố của cửu đầu trùng nhộn nhạo mà đến. Tay hải sáu vạn thủy sư bị khí tức khủng bố lan đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngao liệt nheo mắt. Trong mắt hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh phía sau cửu đầu trùng là vạn thánh long nữ và vạn sinh long vương từ khi tu vi cửu đầu trùng đột phá triển lộ tu vi kim tiên đỉnh phong cô cảm giác mình lại được rồi cửu đầu yêu vương đang làm khách ở vạn thánh long tộc ngao liệt dẫn tay hải thủy sư diệt con cháu vạn thánh long tộc là coi thường thực lực của cửu đầu yêu vương sao vạn thánh long nữ kiêu ngạo nói cửu đầu yêu vương là cường giả kim tiên đỉnh phong cảnh ngay cả Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng không dám trêu chọc. Hiện tại càng là phò mã vạn thánh Long Tộc. Ngao Liệt, cửu đầu yêu vương giết ngươi. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng không dám báo thù. Vạn Thánh Long Vương nhìn thấy đệ tử Vạn Thánh Long Tộc nằm ngổn ngang, phẫn nộ nói. Con cháu bị thương của Vạn Thánh Long Tộc nghe được lời của Vạn Thánh Long Vương. Khuôn mặt tái nhật kia phản phất bởi vì hòa hoãn nổi sợ hãi tử vong mà sinh ra một tia ửng đỏ bọn họ từ trên mặt đất gian nan đứng lên nhào nhào đứng ở bên cạnh vạn thánh long vương ngao liệt chính là huyền tiên cảnh giới có cửu đầu yêu vương ở đây vạn thánh long tộc nguy cơ tất trừ ngao liệt nhanh chóng dẫn đầu nếu không con cháu vạn thánh long tộc gặp đệ tử tây hải long tộc tất báo thù cửu đầu yêu vương là thượng cổ đại yêu đi theo thần uy cái thế ngao liệt mười chết không sống mời phò mã gia báo thù cho vạn thánh long tộc mời phò mã gia báo thù cho vạn thánh long tộc. Thương long tàn giải cụ của vạn thánh long tộc đều phát ra tiếng gào oán hận. Ngao liệt. Nếu ngươi tự hôn tạ tội với vạn thánh long tộc. Bổn vương nhìn mặt mỏng của Tây Hải Long Vương, có thể cuốn lấy toàn bộ thi thể của ngươi. Cửu đầu yêu vương ôm eo vạn thánh long nữ, trong mắt hiện lên sát khí. Lần trước hắn cùng vạn thánh long nữ yêu đương vụng trộm, bị ngao liệt vừa vặn bắt được cho dù làm ngao liệt bị thương nặng, cũng không dám lấy tính mạng. Một cước lâm môn bị cắt đứt, khiến tầm hỏa xích thiêu. Khoảng thời gian đó hắn tu luyện thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cửu đầu trùng nhìn ngao liệt vẻ mặt oán độc. Hơn nữa từ sau lần đó, trong lòng cửu đầu trùng vẫn nôn nóng bất an. Đây là bản năng su các tị hung của hung thú thượng cổ. Lúc này gặp lại ngao liệt hắn thế nhưng nhìn không thấu cảnh giới ngao liệt. Cửu đầu trùng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Tháng trước, kim tiên sơ kỳ của hắn, ngại thực lực Tây Hải Long Vương. Hiện tại bước vào kim tiên cảnh giới, có bảo vật phòng thân, giữ lại cái biến số lớn địch nhân, thập phần chán ghét. Hiện tại ngao liệt tàn sát con cháu vạn thánh long tộc, chính mình là phò mã gia vạn thánh long tộc. Mượn cớ giết ngao liệt, vừa vặn ăn ngủ đều an cửu đầu trung nhếch miệng cười lạnh, liếm liếm đôi môi xanh biếc, trong mắt hiện lên ánh sáng khát máu. Hắn trước tiên tế ra bản mạng pháp bảo huyền nguyệt song sẻn, rót vào toàn thân pháp lực đập tới. Ngao liệt hiện tại làm cho hắn nhìn không thấu, không thể nói là có pháp bảo hộ thân. Toàn lực ra tay, tốc chiến tốc thắng, ngao liệt chết, pháp bảo chính là chiến lợi phẩm. Thình thịch Huyền nguyệt song sẻn màu đen chợt sáng lên, tốc độ nhanh như sấm sét đánh thẳng về phía Ngao Liệt. Trên mặt Ngao Liệt hiện lên vẻ trầm lệ. Nếu không phải đạt được ngón tay vàng, đạt được tổ long tinh huyết. Chân long thân huyết mạch phản tổ đạt được tiên thiên thần thánh theo chân, thức tỉnh tổ long kinh. Bằng không còn ủy khuất tay hải thủy tinh cung liếm láp vết thương. Cửu đầu trùng hiện nay thực lực có đột phá, đã không kiên nể gì hắn. Đi lên liền tế xuất bản mệnh pháp bảo, minh nhãn là muốn một kích giết chết hắn. Ngao liệt cười lạnh một tiếng, không hề kiên kỵ huyền nguyệt song xúc. Chân long thân huyết mạch phản tổ, tiên thiên thần thánh theo chân, thân thể cường hãn. Tổ long kinh tự chuyển thức hải, còn có tổ long khí gia thân. Cửu đầu trùng đã không đủ gây họa. Húng hồ huyền nguyệt song xúc bất quá là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi, đối với thân thể hắn đã không có một tia tác dụng. Ôn ao. Ánh mắt ngao liệt sắc bén, bàn tay công như móc, lơ lửng một trảo. Trên lông trảo thật lớn phù văn dày đặc, trảo tâm kim hắc lôi rít gào cuồng cuồng Nếu thiên tôn trong việc thế kiếp lôi phá không diệt sát mà đến. Cửu đầu trùng thấy vậy, trừng mắt một cái, tâm thần cuồng chấn. Chết. Ngao liệt lạnh nhạt nói. Phu phu. Huyền nguyệt sông xuất rơi vào lông trảo thật lớn bên trong, phát ra âm thanh nặng nề, trực tiếp biến mất. Cửu đầu trùng nhìn thấy lông trảo rơi xuống đầu, cả người chợt trung rẩy. Lông trảo che đậy bầu trời kia, cảm giác uy hiếp lộ ra vượt xa năng lực thừa nhận của hắn. Linh hồn của hắn bị kích thích đều nhảy thình thịch. Ngay sau đó, cửu đầu trùng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể tê dại mất đi tri giác. Hắn cảm giác có một tòa núi lớn đập trúng thân thể, thân thể đang bị nghiền ép thành thịt buồn. Sao có thể như vậy? Hắn không phải huyền tiên sao? Cửu đầu trùng hoàn toàn lúng cúng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Lôi lệ phong hành không sợ Tây Phương Giáo, cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thực lực đột nhiên của Ngao Liệt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Động mạch chủ trên cổ hắn bởi vì cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt mà nhảy dựng. Y nha, y nha, cửu đầu trùng phát ra từng trận tiếng trẻ con khóc nỉ non. Bản thể của hắn hóa ra, lớn chừng ngàn trượng, hơn nữa còn đang chậm rãi gia tăng. Trên chính cái đầu khổng lồ kia sát khí đằng đằng, dùng tất cả pháp lực còn lại dãy dụa. Cái miệng khổng lồ phun ra sát diễm thiêu đốt ngăn chặn lông trảo của ngao liệt. Anh ấy đang cố thoát khỏi khủng hoảng. Hừ. Ngao liệt hừ lạnh một tiếng. Lông trảo bên trong tổ lông khí mênh mông, lôi điện mang theo bão táp quấy phá nghiền nát hết thảy. Oanh! Kịch liệt nổ vang nổ vang, như sấm khô hạn. Thình thịch thình thịch. Đầu cửu đầu trùng nổ tung, đầu thú bay tứ tung, xung quanh đều là huyết vụ. Không! Cửu đầu trùng phát ra tiếng kêu trên tuyệt vọng. Thân thể yêu thú thượng cổ không thể chống cự được long trảo của ngao liệt, thân thể đang nhanh chóng tách rời. Tất cả chống cự ở trước mặt ngao liệt đều trở thành phí công không thể giết ta. Bản vương đã đầu nhập vào Tây Phương Giáo. Giết ta nhất định sẽ đắc tội. Cửu đầu trùng sau khi cái đầu thứ tám nổ tung, sợ hãi rít gào. Vạn Thánh Long Cung đang huyết nhiễm bích thủy, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập bốn phía. Tất cả đệ tử Long Tộc ở đây đều câm như hến. Cửu đầu trùng thân yêu vỡ vụn nhìn chầm chầm ngao liệt với ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm giác trái tim như bị ngao liệt nắm chặt cửu đầu trùng vô cùng khát vọng thân phận của Tây Phương Giáo có thể kinh sợ ngao liệt, dù sao đây chính là thánh nhân giáo thống hàng thật giá thật. Tây Phương Giáo địa mạch càng cỗi, ít có tu sĩ cường hãn theo chân. Tây Phương chi địa cho dù có chuẩn đề, tiếp dẫn Tây Phương nhị thánh cố gắng cải thiện hoàn cảnh tu luyện, nhưng mà vẫn là nhân tài điêu linh. Vì vậy, phàm là người tu vi Tây Phương Giáo có thành tựu, đều vào hồng hoang thế giới truyền bá Tây Phương Giáo thống phàm là gặp phải kẻ theo chân bất phàm tất sẽ độ hóa vào Tây Phương Giáo, tăng thêm thực lực Tây Phương Giáo. Mới đây thôi. Cửu đầu trùng gặp được Tây Phương Giáo Di Lạc, bị độ hóa vào Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo chính là thánh nhân giáo thống, uy thế vượt quá tưởng tượng. Hồng hoang long tộc từ sau long hán mạc kiếp, thực lực vừa rơi xuống đã sớm không còn huy hoàng như thượng cổ. Thân phận Tây Phương Giáo của hắn, có lẽ có thể dọa lui ngao liệt. Thả hắn ra đệ tử Tây Phương Giáo. Ngao Liệt nghe được cửu đầu trùng nói, phi cười một tiếng. Ngày xưa phong thần kiếp mạc, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng đạo đức thiên tôn dẫn chuẩn đề đạo nhân, mời tiếp dẫn đạo nhân tương trợ. Tiếp dẫn đạo nhân lúc mới tới đã nói. Đông thổ chúng sinh toàn bộ dựa vào giáo hóa, đức chiêu nhật nguyệt. Sau 700 năm quốc thổ này, có linh vương cần chính. Lại ở phía tây quốc thổ này, sẽ có Thích Ca Mâu Ni xuất thế quan đại giáo thống phương Tây. Sau lại ngàn năm, đông hàng cam lộ. Lúc đó, thánh nhân có thể diễn hóa cơ tâm, bổ tra thiên cơ. Ngao liệt là tương lai Phật Pháp đông độ, Tây du lượng kiếp ứng kiếp giả. Chân lông thân phụ Tây du lượng kiếp công đức, liên quan đến thịnh suy của Tây phương giáo. Tây phương giáo còn có thể bởi vì cửu đầu trùng chết, phái người đến long tộc giết hắn cho nên cửu đầu trùng có liên quan đến Tây Phương Giáo hay không, hắn cũng không quan tâm. Nếu đã kết thù, còn vì tự thân biến số, nhất định phải đánh giết. Ngay sau đó, cửu đầu trùng liền mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngao liệt lông trảo chỉ nắm chặt. Cửu đầu trùng trực tiếp hóa thành một bãi máu đen. Một hạt châu màu xanh biếc rơi vào giữa vũng máu đen. Yêu đan của cửu đầu trùng. Yêu đan hội tụ một thân tinh nguyên, chính là linh vật tăng trưởng tu vi. Ngao liệt một chiêu. Cửu đầu trùng yêu đang rơi vào trong tay, sau đó thu lại. Tiếp theo hắn rung tay một phen. Huyền Nguyệt song xuất xuất hiện ở trong tay. Đây là một chiến lợi phẩm khác của Ngao Liệt. Huyền Nguyệt song xuất thuộc về phẩm cấp cực phẩm hậu thiên linh bảo, có thể dùng trong hai tay làm vũ khí cận chiến. Lúc ném ra nhanh như tia chớp, cực nhanh vô ứng, nháy mắt lấy thủ cấp địch nhân. Công năng của bảo vật này thích hợp làm ám khí pháp bảo một kích tất sát. Ngao liệt hiểu rõ công năng của huyền nguyệt song súc, lập tức mở ra hệ thống trả lại đầu tư mạnh nhất. Đinh, đầu tư huyền nguyệt song súc, phát động thiên hội hoàng. Chúc mừng ký chủ, huyền nguyệt song súc tăng lên thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhật nguyệt kim luân, nhật nguyệt kim luân, có thể. Ngao liệt tương đối hài lòng với sự chuyển hóa của nhật nguyệt song súc. Nhật Nguyệt Kim Luân chia làm Nhật Luân và Nguyệt Luân, nội tàng Nhật Nguyệt Chi Tinh. Nhật Luân mượn thiên dương lực, quy lực tăng gấp bội, tốc độ công kích vô song. Nguyệt Luân mượn bảo Nguyệt Chi Hoa, tốc độ nhanh như ti chớp, nháy mắt lấy địch hại. Hai người đồng thời thúc giục, Thái Dương cùng Thái Âm Chi Nội hoàn tùy thân, còn có năng lực phòng ngự. Sau khi ngao liệt luyện hóa Nhật Nguyệt Kim Luân, trong lòng có chút hài lòng vạn thánh long vương cùng vạn thánh long nữ nhìn cửu đầu trùng hoàn toàn ngã xuống chợt cảm thấy vong hồn đại bốc vạn thánh long vương trực tiếp dựa vào cột đá ngã xuống đất cả người run rẩy không ngừng giờ khắc này hắn mất hết can đảm ngay cả cửu đầu trùng cũng thi cốt không còn hắn há có thể đối kháng nhau liệt a à, ô ô biểu ca thực lực vạn thánh long tộc thấp kém cửu đầu trùng luôn lấy tính mạng vạn thánh long tộc uy hiếp long muội Long Mùi thật sự là quỷ khuất cầu toàn. Biểu ca, Long Mùi ủy thân cửu đầu trùng, đều là bằng mặt không bằng lòng. Biểu ca, trái tim vạn thánh vẫn luôn gắn liền với huynh. Vạn thánh Long nữ nhìn thấy cửu đầu trùng thân chết, sau một cái chớp mắt chất phát, đem tú bào vai trái kéo ra, nhất thời nổi lên một màu trắng lớn. Nàng ngăn tay ngao liệt lại, ông trước ngực, khóc như hoa lê dầm mưa. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 08 Vì Vạn Thánh Long tộc kéo cừu hận, cầu lai like. Bạn đang nghe tại truyện.audio Vạn Thánh Long vương ngã xuống đất nghe được Vạn Thánh Long nữ nói, mới kịp phản ứng Hắn lập tức từ trên mặt đất vọt lên, tay vội bánh xe nhào tới dưới chân nhau liệt Hiền chất A vạn thánh long tộc cũng là bị buộc bất đắc dĩ a à. đều tại cửu đầu trùng chết tiệt nếu không vạn thánh long tộc cùng tây hải cũng sẽ không phát sinh hiềm khích hiện tại cửu đầu trùng đã chết uy thế của vạn thánh long tộc đã được giải hiền chất ngài còn là rễ hiền của vạn thánh long tộc vạn thánh long vương kéo tay ngao liệt no đủ thành khẩn nói tây hải thủy sư nhìn hành động của vạn thánh long vương và vạn thánh long nữ vẻ mặt đều khinh bỉ lão tặc vô sĩ chúng ta đều nguyện ăn thịt ngươi, dám lắm mồm ở đây. nay may mắn thiên ý không dứt tam thái tử, diệt cửu đầu yêu vương. Chỉ thị của tự điện hạ chúng ta hưng sư thảo tặc, lão thất phu còn dám dở trò thị phi trước mặt Tây Hải Thủy Sư. Hạo thủ thất phu, râu xanh lão tặc, các ngươi sắp mệnh quy cửu tuyền, diện mạo gì gặp các đời tổ tiên. Nhị thần tặc tử, uổng công làm long tộc. Long tộc phản đồ, trợ yêu ngược long, còn dám khu môi múa mét. Sử điên cuồng. Chúng ta chưa bao giờ thấy một con rồng trơ trẽn như vậy." Ngao Liệt lấy bàn tay trắng nõn điểm cầm Vạn Thánh Long nữ. Nếu chân long chi thân đổi thành Ngao Liệt trước kia, có lẽ có thể vì biểu thân chi tình động dung. Nhưng hắn là người xuyên việt. Mặc dù cư long thân, cùng long tộc không có nửa phần liên quan. Vạn Thánh Long nữ lấy tướng mạo hấp dẫn hắn, chỉ là tìm lầm đối tượng hồng hoang thế giới kiều diễm ngọc tích người nhiều không đếm xuể, người bất quá thương hải một giọt nước. Biểu ca, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha vạn thánh long tộc. Vạn thánh long tộc nguyện ý đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ngao liệt liếc vạn thánh long vương, thản nhiên nói. Ngươi cũng đồng ý. Vạn tử mạc từ. Vạn thánh long vương cúng quyết đáp, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên cổ. Ngao liệt lộ ra nụ cười giáo hoạt, đầu ngón tay một đạo kim quang bao trùm cả tây hải thủy sư tiếp theo giáp trụ của tây hải thủy sư biến thành giáp trụ mà đệ tử vạn thánh long tộc mặt đến đây phù vạn thánh long vương và vạn thánh long nữ ngồi xuống ngao liệt khẽ cười nói một đám thủy sư tây hải phát hiện biến hóa của mình trong nháy mắt mặt liền tái mét xong rồi tam thái tử bị sắc hiếp tâm khiếu vạn thánh tiện long kiều kiều đuôi điện hạ đem tây hải thủy sư đều đưa ra ngoài a à con bê lép rồi, ta đã nghĩ đến bộ dáng phát cuồng của Tây Hải Long Vương rồi. Vạn Thánh Long Nữ nghe được Tây Hải Thủy Sư nghị luận, trong lòng mừng rỡ. Biểu ca, hôm nay chúng ta thành thân. Vạn Thánh Long Nữ cuốn lấy cánh tay ngao liệt, chán ngấy nói. Đúng vậy hiền chất, chọn ngày không bằng đụng ngày. Giọng Vạn Thánh Long Vương lộ ra vẻ vội vàng. Cửu đầu trùng là kim tiên đỉnh phong cảnh, không thể ngăn được long trảo của ngao liệt. Ngao liệt tối thiểu là cảnh giới kim tiên đại viên mãn. Vạn thánh thật sự được ngao liệt thừa long khoái tế, địa vị của vạn thánh long tộc chỉ đứng sau chủ tộc tứ hải long tộc. Không vội. Đã muốn thành thân, liền muốn vì biểu mùi tìm kiếm chút đồ cưới. Vạn thánh thúc phụ nghĩ vậy. Ngao liệt nhìn về phương xa vân đạm phong khinh nói. Vạn thánh long nữ và vạn thánh long vương nghe ngao liệt nói, trong lòng đề phòng giảm hơn phân nửa ngao liệt ngôn luận như vậy tất vẫn còn tình cũ với vạn thánh long nữ tây hải cùng vạn thánh long tộc lần nữa thông thân thỏa đáng rồi nhưng những gì xảy ra tiếp theo vạn thánh long nữ và vạn thánh long vương chỉ cảm thấy da đầu tê dại ngoài vạn thánh thủy vượt ngàn dặm giao ma vương đang tu luyện phu phu một tiếng cửa lớn động phủ bị bạo ngược đập vỡ thủy tộc đại quân bày trận mà xuống trực tiếp làm giao ma vương kinh hải tái mét sắc mặt vạn thánh long nữ ít ngày nữa thành hôn phàm là thủy tộc sinh linh nhất định phải tiến hiến bảo vật giao ma vương xuất lễ thanh âm mênh mông quanh quẩn trong cả tòa đồng phủ giao ma vương giao ma vương tức giận nổi trận lôi đình hắn chính là huyền tiên đỉnh phong cảnh giới tu sĩ vạn thánh long vương bất quá một cái thiên tiên cảnh tiểu long vạn thánh long vương để cho hắn ra lễ trần trụi đánh vào mặt hắn giao ma vương nổi giận ngay lúc này một đạo khí tức âm u từ trong thủy sư áp ma mà đến giao ma vương phù phù một tiếng bò trên mặt đất thân thể không nhúc nhích dưới ánh mắt giận dữ của giao ma vương bảo vật động phủ bị dọn sạch huyền tiên đỉnh phong cảnh giao ma vương vật tư coi như xa xỉ ngao liệt nhìn đồ trong túi trữ vật hài lòng nói vạn thánh long nữ cùng vạn thánh long vương sắc mặt tái nhật trên mặt tái nhật không có một tia huyết sắc Giao Ma Vương là huyền tiên đỉnh phong cảnh yêu vương. Giao Ma Vương trả thù, vạn thánh long tộc lấy gì ngăn cản. Anh họ, cái này. Vạn thánh long nữ chợt cảm thấy thân thể phát lạnh, mạnh mẽ ngậm chặt miệng. Nàng vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía vạn thánh long vương, thân thể không tự giác run rẩy. Bọn họ còn tưởng rằng cùng ngao liệt biến chiến tranh thành tơ lụa chứ. Không ngờ đều bị đùa giỡn. Thủy sư Tây Hải nhìn ngao liệt với ánh mắt tán thưởng. Tam điện hạ chiêu này quá cao. Không chỉ có được toàn bộ tài phú của vạn thánh long tộc, lại mượn danh vạn thánh long tộc cướp đoạt thủy yêu phụ cận. Tài phát quá kinh thế hải tục. Dù không giết vạn thánh long vương và vạn thánh long nữ, có giao ma vương cũng đủ cho vạn thánh long tộc uống một bình. Thủy vực huyền xa. Huyền xà vương trừng mắt muốn nứt ra, thân yêu khổng lồ nện vào trong cây sang hô hỗn độn con cháu huyền xà nhất tộc mở to mắt giận dữ, nhìn bảo vật trong tộc bị dọn sạch. Vạn Thánh Long tộc thích cướp, không phục báo a. À. Không có gan, phi. Trong Tây Hải thủy sư có Hạ Binh phun ra một ngụm nồng nhạt đối với một vị công tử huyền xà tộc, khinh bỉ nói. Dù sao hắn mặc giáp trụ vạn thánh long tộc, huyền xà báo thù cũng không tìm thấy Tây Hải. Vạn Thánh Long nữ cùng Vạn Thánh Long Vương tâm trực tiếp treo lên huyền xà vương chính là một đại yêu kim tiên cảnh thực lực còn mạnh hơn giao ma vương họ trực tiếp khóc tiếp theo băng âu yêu tộc cự kình yêu tộc huyết sa yêu tộc sát ngạc yêu tộc linh trai yêu tộc bảo khố cụ trong tộc bọn họ đều bị cướp sạch trong vạn thánh long cung ngao liệt nhìn vạn thánh long nữ và vạn thánh long vương ủ rũ nói vạn thánh ngươi vẫn không xứng với bổn điện a à? tốt xấu gì cũng quen biết một hồi, nhận được liền chia cho ngươi một phần. Cũng coi như toàn bộ tình cảm giữa ta và ngươi. Vạn thánh long nữ trực tiếp lúng cuốn. Cái này cái này, là nói tiếng rồng mà. Tất cả hải yêu trong phạm vi ngàn dặm của vạn thánh long tộc đều bị ngao liệt mượn danh vạn thánh long tộc cướp sạch. Vạn thánh long tộc chỉ có một ngày tiên tọa trấn, làm sao chống đỡ được đông đảo yêu vương. Ngài cho dù tiễn đưa, vạn thánh long tộc cũng không dám nhận và Vạn Thánh Long tộc đang mất đi Tây Hải ủng hộ, còn không phải bị một đám yêu vương nhai cũng không còn. Vạn Thánh Long nữ muốn nắm lấy ống tay áo Ngao Liệt. Ngao Liệt lại thoáng hiện lên trên lông đuổi, trực tiếp làm Vạn Thánh Long nữ ngã nhào trên mặt đất. Khiêu ba bá, bá ba băng, ba ba về Tây Hải. Ngao Liệt nói xong, trực tiếp điều ra bản hệ thống. Hôm nay kiếm được bồn bát đầy chén, vừa vặn dùng ngón tay vàng hảo hảo đầu tư một phen. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Tổ Long trải qua luyện hóa nhân sâm quả, cầu lai like tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh, ký chủ đầu tư cửu đầu trùng yêu đan, phát động vạn lần trả lại, thu được tiên thiên linh căn nhân sâm quả 50 khỏa. Ngao liệt nhìn quả nhân hình xuất hiện trong tay, trực tiếp nuốt nước miếng. Cây nhân sâm quả chính là một trong 10 tiên thiên linh căn của hồng hoang. Cây này 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. 3.000 năm mới trưởng thành. Trong 10.000 năm đầu, nó chỉ sinh được 30 trái. Người phàm ngửi một cái, có thể sống 306. Ăn một cái, càng có thể được 4 vạn 7 năm thọ nguyên. Không tệ. Đầu tư một viên cửu đầu trùng yêu đan, thu được 50 viên nhân sâm quả. Lại một làn sóng kiếm lời. Ngao liệt khoanh chân ngồi xuống, quả nhân sâm trong tay hóa thành tinh hoa ất mộc. Hắn tâm niệm vừa động, tổ long kinh trực tiếp tự động vận chuyển. Tổ long kinh chính là thức tỉnh sau khi huyết mạch của hắn phản tổ. Loại tiên thiên truyền thừa đỉnh cấp này. Ngay cả truyền thừa của chúng thánh chi sư hồng quân đạo tổ cũng không nhượng bộ. Tổ Long Kinh chính là pháp môn mà Tổ Long vì long tộc tu sĩ đo thân mà sáng tạo ra. Có thể thực hiện linh hồn, thân thể cùng đại đạo hoàng mỹ phù hợp, hoàng mỹ khống chế thủy chi đại đạo. Tổ Long Kinh ẩn chứa thiên địa huyền bí, tổng cộng là 9 tầng. Mỗi lần tu luyện xong một tầng, chân long chi thân sẽ lột xác một lần. Tu luyện tầng thứ nhất, chân tiên cảnh tu luyện tầng thứ hai, thiên tiên cảnh. Tu luyện tầng thứ ba, huyền tiên cảnh tu luyện tầng thứ tư kim tiên cảnh tu luyện tầng thứ năm thái ất kim tiên cảnh tu luyện tầng thứ sáu hỗn nguyên kim tiên cảnh tu đến tầng thứ bảy là có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân tổng cộng có bảy vị hồng quân đạo tổ thái thượng đạo đức thiên tôn nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ oa thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề thánh nhân cảnh giới thánh nhân chính là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên Ngao Liệt thức tỉnh thần cấp đầu tư trả lại biên tập khí, đầu tư chân Long chi thể đạt được tổ Long tinh huyết. Tổ Long tinh huyết đã để cho hắn tổ Long kinh tu luyện tới tầng thứ năm. Ngao Liệt nhìn nhân sâm quả, trong lòng có chút chờ mong. Mỗi một quả nhân sâm quả đều ẩn chứa dư thừa ất mộc tinh hoa. Một viên nhân sâm quả cũng đủ gia tốc tiến độ tu luyện của hắn. Năm mươi viên nhân thân quả, thực lực của hắn có thể lần nữa đột phá. Tổ Long kinh luyện hóa ngao liệt hai mắt lộ ra tinh quang lập tức luyện hóa đạo thứ nhất ất mộc tinh hoa sinh mệnh nguyên lực mênh mông xông vào trong cơ thể hắn cảm giác vô cùng vui sướng tổ long kinh hóa thành phù văn đại đạo dẫn tinh hoa ất mộc dung nhập vào tuỷ khiếu chỉ định mỗi một luồng tinh hoa đều bị triệt để luyện vào mười vạn tám trăm ức tuỷ khiếu rất nhanh quả nhân sâm thứ nhất ất mộc tinh hoa đều luyện hóa ngao liệt tâm niệm vừa động quả nhân sâm thứ hai được luyện hóa thành tinh hoa ất mộc. Trên thân thể hắn phát ra khí phách không thể địch nổi, quy nhược quyên hải. Tổ Long Kinh, nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ bảy. Ngao liệt bức thiết muốn đạt được lực lượng mênh mông. Tây du lượng kiếp cách này còn có hơn ngàn năm thời gian. Hắn phải nghịch chuyển càng khôn, đem tương lai nắm ở trong tay của mình. Chân lông thân theo ất mộc tinh lọc nhập thể, sinh mệnh nguyên lực mênh mông tràn ngập mười vạn tám trăm ức tủy khiếu toàn thân đan điền của hắn hóa thành một mảnh vũ trụ hình rồng mười vạn tám trăm ức tủy khiếu tiến hóa thành mười vạn tám ngàn ngôi sao lúc này mỗi một khắc tinh thần đều đang phát sáng phát họa ra một bộ tổ long đồ thần bí trong hỗn độn vô tận của tổ long đồ một cự long uy chấn thiên địa nhìn xuống cả vùng hồng hoang đại địa hắn dò xét mà xuống diễn hóa ảo diệu thủy chi đại đạo pháp tắc sáng lập vô lượng hoàng vũ tam thiên đại đạo pháp tắc tự động né tránh thiên địa đại đạo bị nghiền nát đây chính là phương pháp lột xác của tổ long chân thân cũng là diễn dịch đại đạo của tổ long thủy chỉ cần có tài nguyên vô tận ngao liệt có thể dựa vào tổ long đồ hoàng mỹ lột hết thân thể chân long lấy chân long thân thể mượn tổ long tiên thiên huyết mạch thần thánh tu thành nghịch thiên chiến thân tổ long chân thân đột nhiên linh hồn, thân thể đều phù hợp với đại đạo. Thủy chi đại đạo bất tiêu, hắn bất tử bất diệt. Si. Si. Ngao liệt luyện hóa quả nhân sâm thứ 30, tinh hoa ất mộc chồng chất trong 10 vạn 800 ức tủy khiếu. Hắn đang điền long hình vũ trụ, 10 vạn 800 ức tinh thần truyền đạo long hống. Trong mỗi một cái tủy khiếu, đều có một viên tổ long ấn ký lạc ấn trên đó. Sau đó, tinh hoa ấp một còn sót lại nhanh chóng bao bọc ấn ký tổ long. Nếu từng quả trứng tổ long nở ra trong 10 vạn 800 ức tủy khiếu. Oanh. Chân long chi thân lục xác tổ long chân thân sơ cụ bảo hình, lòng uy bá tuyệt thiên địa từ ngao liệt quanh thân tung hoành mà ra. Ngao liệt hai mắt tỏa sáng. Sau khi hắn nắm chặt long trảo, có đạo điện mang du động. Chân long thân lục xác sau đó chiến lực tăng nhiều, cùng lúc trước cường hãn không chỉ vạn lần ha ha rất tốt, thái ất kim tiên trung kỳ. Ngao liệt tâm thần đại động. Tổ long chân thân mới thành, cộng thêm tiên thiên linh bảo bên người, nhưng thái ất kim tiên cảnh vô địch. Hắn đây cũng không phải là ảo giác. Thế giới hồng hoang hiện tại. Từ sau khi hồng quân đạo tổ truyền đạo, tu sĩ chỉ tu nguyên thần, trọng điểm tu luyện thần thông pháp thuật. Thân thể là khuyết điểm lớn nhất của tu sĩ. Hắn tu tổ long kinh, thân thể cùng nguyên thần đồng bộ lột xác, đều đạt tới thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Một khi gần gũi tu sĩ đồng cảnh, người sau không chết đã tan. Nhân xâm quả, quả nhiên không hổ là một trong tiên thiên thập đại linh căn. Ngao liệt trong lòng phấn chấn. Tiên thiên thập đại linh căn ký kết vật ẩn chứa pháp tắt mảnh vỡ, có thể gia tăng tu giả ngộ tính. Hắn quyết định đem nhân xâm quả còn sót lại cũng luyện hóa. Ngao liệt đắm chìm trong tu luyện, ấn ký trứng tổ long toàn thân tủy khiếu mênh mông huyết khí như cầu vồng. Điều này làm cho trên người tổ long chân của hắn long khí tung hoành, như vạn long cũng vệ nhất châu. Bùng! Tổ long kinh tu luyện tới tầng thứ năm trung kỳ. Hơi thở cả người ngao liệt đột nhiên thay đổi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10 Ngộ đạo gì bảo ngộ đạo trà thụ, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngao liệt khí tức như vực sâu, cả người tàn sát bừa bãi chiến ý thâm trầm. Không hổ là tổ long chân thân. Hắn cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng cường hoành vô cùng. Tổ long kinh tu luyện tới tận thứ năm trung kỳ, hắn có thể cảm thụ khống chế pháp thuật thần thông càng thêm thành thạo. Nếu tiếp tục tu luyện, hoặc có thể ở trước đại la kim tiên, có thể điều động thủy chi đại đạo pháp tắc làm dụng. Thân thể cường hãn, cho dù gặp phải cường giả kim tiên đại la cũng có thể toàn thân trở ra. Ngao liệt vô cùng tự tin nói. Đoàn vạn thánh long tộc tìm được bảo vật thật đúng là không ít. Ngao liệt vui vẻ dò xét túi trữ vật. Vạn thánh long vương và vạn thánh long nữ, sau này chính là cây rụng tiền của hắn. Thế giới hồng hoang cướp đoạt tài phú, vừa vặn dùng danh tiếng của bọn họ. Vạn Thánh Long Nữ và Vạn Thánh Long Vương thấp hơn cửu đầu trùng. Trảm cửu đầu trùng đạt được bản nguyên yêu thú thượng cổ, thần cấp đầu tư trả lại biên tập khí có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng căn nguyên tra long của Vạn Thánh Long Nữ và Vạn Thánh Long Vương thì không có ý nghĩa. Có một số kẻ thù, sống còn đáng giá hơn chết. Ngao liệt hít một hơi linh khí trong túi trữ vật, tinh thần chấn động. Điều này làm cho hắn đều có loại cảm giác bồng bềnh. Đưa mắt nhìn lại chất đóng thiên tài địa bảo bị tùy ý chồng chất cùng một chỗ, giống như mộng ảo. Tuy rằng đều là hậu thiên linh vật, nhưng là lượng lớn A. Đầu tư trước một lần, nâng cao phẩm cấp. Ngao liệt trực tiếp điều ra thần cấp đầu tư trả lại hệ thống. Đinh, đầu tư ngàn năm thủy tôi, phát động gấp 10 lần trả lại, thu được vạn năm thủy tôi. Đồng, đầu tư vạn năm hàng băng, phát động 20 lần trả lại, thu được 20 vạn khối vạn năm hàng băng. Đinh, đầu tư huyền xà độc tiên phát động ngàn lần trả lại, đạt được một lần trung phẩm hậu thiên linh bảo, bạo độc lôi. Đinh, đầu tư trường thương bảo kích kích phát động ngàn lần trả lại, đạt được hậu thiên linh bảo, bàn long toản. Đinh, đầu tư sứ viêm kích phát gấp trăm lần trả lại, đạt được tam muội chân hỏa. Đinh, đầu tư đạt ngạc bảo giáp phát động trả lại gấp trăm lần, đạt được trung phẩm hậu thiên linh bảo kim ngạc bảo giáp. Đinh, đầu tư ngự khuê đại lực hoàng phát động gấp trăm lần trả lại, thu được một trăm khỏa ngự khuê đại lực hoàng. Hẳn là cướp đoạt bảo vật đều là vật hậu thiên, cho nên trả lại gấp bội cũng không phải. Chắc chắn rồi. Cái này không chịu nổi số lượng như biển A. Ngao liệt tài phú tăng lên mấy trăm lần, hầu bao trực tiếp phòng lên. Tin tức này một khi truyền ra, cường giả đại la kim tiên cảnh sẽ động dung. Hy vọng còn có bảo vật tốt hơn ở trong túi trữ vật ngao liệt một bên đầu tư cướp đoạt bảo vật một bên tiến hành lưu ý nhưng vào lúc này quỳ ngưu nhất tộc cướp đoạt được một gốc cây khô héo nhánh cây đã bị hắn chú ý cành cây tuy rằng khô héo nhưng phía trên lại chạm khắc hoa văn màu vàng hắn đã cố bẻ gãy nó tha cho hắn là lực lượng thân thể trung kỳ của thái ất kim tiên lại để cho nhánh cây khô không nhúc nhích thật quỷ dị ngao liệt nghi hoặc nói đinh đầu tư còn sóc lại ngộ đạo trà thụ cành khô kích phát vạn lần trả lại chúc mừng ký chủ thu được cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà thụ một gốc cây ngao liệt trong lòng vui vẻ ha ha rốt cục nhìn thấy tiên thiên bảo vật rồi máu kiếm được một làn sống. ngao liệt cao hứng nói võ đạo trà thụ ở trong túi trữ vật tọa lạc ở trên một đoàn mờ mịt trên có mảnh vỡ pháp tắt lượng lờ từng miếng trà cụ đều tản ra hào quang bảy màu rơi xuống tích tích linh vũ. Ngao liệt mắt phóng kim quang. Hồng hoang thế giới có mười đại cực phẩm tiên thiên linh căng. Sáng thế thanh liên, hoàng trung lý, tiên hạnh, nhân sâm quả, bàn đào, cùng luân hồ lô đằng, phù tan thần thụ, khổ trúc, bồ đề thụ, ngộ đạo trà thụ. Sáng thế thanh liên là hồng hoang vạn vật chi nguyên. Khai thiên tích địa sau đó bị hủy, hóa thành vô số cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Hoàng Trung Lý bởi vì công hiệu quá mức nghịch thiên, sau khi khai thiên được thiên đạo trùng cất. Công lông hồ lô đằng hồ lô sinh ra ở công lông sơn, từng ký kết bảy cái hồ lô. Bởi vì linh khí không đủ, chỉ có sáu cái hồ lô thành thục. Hồ lô lần lượt bị tam thanh, nữ hoa, đông hoàng, hồng vân đoạt được. Về phần hồ lô đằng thì bị nữ hoa lấy đi, hóa thành công đức linh bảo tạo nhân tiên. Còn lại cực phẩm tiên thiên linh căn ngoại trường ngộ đạo trà thụ ra, đều thành vật có chủ ngộ đạo trà thù dù là thánh nhân cũng phải cướp đoạt a à. ngao liệt vô cùng kích động võ đạo trà thù bất đồng với hồng hoang cực phẩm khác tiên thiên linh căn, có gia tăng tu vi lột xác bổn nguyên hiệu quả ngộ đạo trà thù đoạt thiên tạo hóa chỗ ở chỗ có thể gia tu giả cảm ngộ tất cả tu giả hồng hoang thế giới nếu linh lực chồng chất đầy đủ trước cảnh giới kim tiên thì có thể tiến cảnh không trở ngại nếu muốn tiến vào thái ất kim tiên cảnh giới, cần tìm được đạo của mình, đụng vào đại đạo pháp tắc. Đại la kim tiên chi cảnh thì muốn ký kết đạo quả, sơ giá đại đạo pháp tắc chi lực. Mà pháp tắc là cần cảm ngộ, không phải linh lực quán trúc thì có tác dụng. Lúc này tu luyện. Nếu là phục dụng lá trà võ đạo, cảm ngộ lực lượng pháp tắc chắc chắn làm ít công to. Ngay cả đối với thiên đạo thánh nhân cũng có kỳ hiệu phải biết thánh nhân đã đứng ở đỉnh hồng hoang kim tự tháp lệ vạn kiếp mà bất diệt ngay cả hao phí vô số kỷ nguyên cảm ngộ đại đạo tăng trưởng tu vi cũng bất quá một tia hiệu quả mà thôi nếu được ngộ đạo trà thù trợ giúp minh ngộ kiến tính có thể nhanh chóng giải ly bản chất đạo quả thiên đạo thánh nhân cũng có thể nhanh chóng gia tăng tu vi ngộ đạo hiệu quả rất mạnh a à. ngao liệt sợ hải thang một tiếng trực tiếp thu cây trà võ đạo vào trong túi võ đạo trà thụ một vạn năm một nở hoa, một vạn năm một kết quả. Chính là ngộ đạo dị bảo đứng đầu. Là bảo vật chuyên môn phụ trợ tu sĩ ngộ đạo. Ngao liệt vô cùng coi trọng. Đặng vân giá vũ, phiên gian đảo hải, long hình vạn hóa. Những bổn mạng thần thông này quá yếu. Vừa vặn có thể đầu tư một phen. Ngao liệt nỉ non nói. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.